chào các bạn. Hôm nay Thiết Bị Thông Minh sẽ giới thiệu cho bạn một cái sản phẩm đèn option đổi màu khá là hay và đặc biệt. Có mã model tên là LN12DM170, sạc 12W. Đây là một sản phẩm đèn option đổi màu có ánh sáng tràn viền. Thì hôm nay Thiết Bị Thông Minh sẽ giới thiệu cho bạn một cái kỹ càng nhất. Mặt trước sản phẩm thì chúng ta sẽ có logo của Rạng Đông. Bên đây thì chúng ta sẽ có ký hiệu chip của Samsung sản xuất nên có độ bền khá là cao và khá là sáng. Công suất của cái đèn này là 12W, có tiêu chuẩn chống bụi là IP54. Đặc biệt cái đèn này là đổ 3 chế độ màu khác nhau. Nó sẽ đổi từ ánh sáng trắng 6000K sang ánh màu vàng 3000K và một ánh sáng trung tính là 4000K. Ở đây thì sẽ có thông tin về dòng sản phẩm LN12. Cái sản phẩm trên tay là có thiết kế hình tròn 12W. Ngoài ra sản phẩm này thì chúng ta sẽ có hình vuông và công suất khác là 12W. 18W, 24W. Các bạn muốn tư vấn kỹ hơn thì các bạn liên hệ trực tiếp qua Thiết Bị Thông Minh thì mình sẽ tư vấn cho bạn một cách kỹ càng nhất. Bên hông thì chúng ta sẽ có một số thông tin về sản xuất, về kích thước. Bây giờ mình sẽ mở phần box cho bạn xem thử. Đây là tất cả những phụ kiện chúng ta được tặng kèm khi mua dòng sản phẩm đèn option đổi màu. Thì chúng ta sẽ được tặng kèm một cái bát bằng kim loại giúp cho chúng ta cố định đèn vào trên tường. Chúng ta sẽ được tặng hai tắc kê, 4 con ốc. Thì chút nữa mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách lắp đặt như thế nào. Còn đây là sản phẩm chính của chúng ta. Đây là một chiếc đèn hình tròn công suất 12W. Khá là nhắn và xinh xắn, có một thiết kế chành viền, nhìn khá là hay. Thì mình trước sản phẩm thì chúng ta sẽ có logo của Rạng Đông, phía trước đây là một cái mảng khá là lớn, là bằng nhựa của Rạng Đông thì các bạn cung cấp các bạn khá là an tâm, các bạn sử dụng một thời gian lâu dài thì cái màu sắc của nó thì khá là bền. Cảm giác mình cầm trên tay khi mình sờ vào nó khá là thích, có một thiết kế khá là liền mạch. Cảm giác khi mình sờ những cái mối nối giữa nhựa và sắt á, hoàn thiện khá là tốt. Bây giờ sản phẩm là 3.6cm. Cái đường kính của sản phẩm này á, là 16cm với công suất 12W. Ngoài ra trong sản phẩm này thì chúng ta sẽ công suất là 18W, 24W. Có hình tròn và hình vuông, các bạn muốn tư vấn kỹ hơn thì liên hệ tiếp qua Thiết Bị Thông Minh. Còn mặt sau sản phẩm thì chúng ta sẽ có một số thông tin sản xuất. Mã là LN12DM170 12W. Phía sau thì chúng ta sẽ thiết kế bằng kim loại, có những cái đường xung quanh đây giúp chúng ta tỏa nhiệt một cách tốt nhất. Thì bây giờ mình sẽ kết nối điện cho bạn xem thử cơ chế hoạt động của nó như nào và đổi màu ra sao. Ở đây thì nó sẽ có hai màu xanh và màu nâu, thì các bạn kết nối âm dương sao cũng được nha. Bây giờ mình sẽ bật điện lên. Đây là cái lần bật đầu tiên của mình, là nó sẽ ánh sáng trắng. Tuy là công suất 12W thôi nhưng nó khá là sáng. Còn trước sản phẩm, các bạn thấy không? Tất cả ánh sáng nó sẽ tràn viền xung bốn góc luôn. Khá là đẹp. Sau đó mình tắt đi. Và mở lại. Khi mà mình tắt đi mở lại lần thứ hai thì ánh sáng tự động nó chuyển màu trắng sang màu vàng. Và này là vàng ánh kim, khá là dịu mắt. Đặc biệt thì cái màu vàng này vẫn là cái màu vàng tràn viền, là tất cả những viền xung quanh ở đây thì nó vẫn là một màu sắc khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ tắt đi mà mở lại. Thì sau khi mình tắt đi mở lại thì cái màu sắc này nó sẽ chuyển sang một cái màu trung tính khác. Nó sẽ pha trộn giữa màu trắng và màu vàng. Nó ở mức độ là 4000K, là một cái màu trung tính. Thì cảm giác của mình thì nó sẽ hơi cam cam một tí xíu. Màu này cũng khá là dịu mắt, vẫn là một ánh sáng tràn viền, khá là đẹp và tinh tế. Bây giờ mình sẽ mở lại, các bạn xem thử. Tắt đi. Lần đầu tiên là ánh sáng màu trắng. Tắt đi, mở lại. Ánh sáng màu vàng. Tắt đi, mở lại. Ánh sáng màu cam. Mình đánh giá khá là cao về chiếc đèn đổi màu của Rạng Đông này. Nó khá là thông minh, các bạn có thể đổi được 3 chế độ màu khác nhau trong một đèn này. Ngày xưa chúng ta đi mua đèn thì chúng ta lựa chọn là một là ánh sáng trắng, hai là ánh sáng màu vàng thôi.
Còn hiện tại bây giờ thì các bạn có thể là muốn trắng thì trắng, muốn vàng thì vàng, muốn cam thì cam. Duy nhất chỉ trong một chiếc đèn này thôi. Các bạn không cần bỏ thêm bất kỳ chi phí nào hết. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách lắp đặt chiếc đèn này gắn trên tường như thế nào. Phụ kiện kèm theo thì chúng ta sẽ được tặng kèm một cây bát bằng kim loại giúp chúng ta cố định đèn và tường. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ được tặng kèm hai tắc kê và bốn con ốc ở đây. Đầu tiên các bạn cố định vị trí ở trên tường trước, sau đó các bạn dùng ốc tắc kê cố định chiếc này là xong. Ở đây nè, sau đèn thì chúng ta sẽ có hai ốc đối xứng nhau ở đây, gắn cái bát này ở đây vào như vậy, trái phải đối xứng nhau. Rồi các bạn lấy ốc siết chặt vào hai bên như vậy là xong. Còn nhờ các bạn không rõ thông tin cách lắp đặt như nào, các bạn hãy liên hệ tiếp bên mình sẽ tư vấn cho bạn cách lắp đặt cách miễn phí. Hiện tại thiết bị thông minh đang phân phối dòng sản phẩm đèn option đổi màu thương hiệu Rạng Đông, có mã là LN12, công suất 12W, có ánh sáng chành viền khá là đẹp, hình tròn, với giá là 192.000. Bảo hành cho bạn 1-1 trong 1 năm. Trong 1 năm đó các bạn sử dụng có đèn có vấn đề gì, hư hỏng gì, bên mình sẽ trực tiếp cho nhân viên tới hỗ trợ cho bạn trực tiếp tại nhà luôn. Cảm ơn các bạn đã nhiều. Các bạn thấy video hết đừng quên like đến kênh của mình. Hiện tại bây giờ thiết bị thông minh á, ngoài phân phối những thiết bị điện của Rạng Đông, bên mình cũng có phân phối thiết bị điện, thiết bị vệ sinh cao cấp, tư vấn thiết bị nhà thông minh chính hãng, và đặc biệt hơn là bên mình có hỗ trợ tư vấn cho các bạn cách lắp đặt về những thiết bị điện, thiết kế nhà ở sân vườn một cách miễn phí nha. Các bạn có nhu cầu thắc mắc thì bạn hãy liên hệ trực tiếp qua mình Zalo hoặc là Facebook, mình sẽ liên hệ tư vấn và trao đổi bạn một cách miễn phí.